biết như quả gà thì cứ ngát một, ngát một. Nhưng mà thua hai ông bà đi thì thề lận hết. Nhìn từ trên này xuống thì đẹp, xuống giấy mà nhìn cái này chắc nó có phải chắc. Sao bọn mình trồng cấy đi nhỉ? Hay là chứ không biết sao đâu chứ nhìn thực tế thì sao? Nên là cứ bảo nhìn nhà này từ nhà này đấy, sang kia, nhà kia có mình ở chứ nhỉ? Nhà mùa này cũng nó cũng hoạt động trong đó. Đây anh ơi, mùa này nó sẽ chơi một toàn rau cải cải rau rau rồi kiểu rau rau ăn. Nếu không sớm thì sáng mai đêm đi tặng. Mai về mới mua chứ không có gì đâu. Thì thực ra là không cải. Nó chưa đi với bạn. Đặc biệt quý ở Việt Nam. Tức là nắng nhưng mà vẫn độ ẩm toàn xương. Nhưng mà nó về lâu nay thì mấy ngày nó mới mở cửa cho mà vào chợ. Trông người đang đi bộ kìa. Trông người đang đi bộ đang gùi kìa. Cái nhà kia mới bị cháy sao nhỉ? Chính trình ở trong tạm an là có cái ông đầu rồng đi bộ lâu lắm. Công trình ở đây thì nghĩ là đi đầu rồng đẹp hơn, những hạt rồng đẹp hơn, hạt rồng đẹp nhất bên đấy, hoa đẹp đẹp như Sa Pa, à như Đà Lạt. Mà Đà Lạt là đẹp hay. Mà nếu mà vào được kịp Đà Lạt ăn tối ở Đà Lạt. Xong vào xà ban ăn tối ở đấy anh. Tùy thôi. Về muộn một chút được. Chờ ông Hương phân phối. Ông cứ phải phân phối phải sau 22 giờ mới phân phối những cái hiệu quả. Phương lo. Phương nói với anh Vinh Nguyên rồi. Phương, Phương Anh Nguyên đây, em Thái Tiến đã nói với nhau rồi. Em tưởng anh ở đó đấy. Phương Anh Nguyên Hiệp. Anh Nguyên Hiệp. Phương Anh Nguyên Hiệp. Thái Tiến Hòa Thắm.